committee and for district and then province. Ông Đỗ Thành Điệt, giám đốc trung tâm văn hóa thể thao huyện An Phú, tỉnh An Giang. Mr. Đỗ Thành Điệt, director of the Center for Culture and Sport and for district and then province. Về các vị khách quý đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu. Distinguished guests coming from Ho Chi Minh City, we would like to introduce. Hà Nội. Tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, Phó trưởng khoa Đông Nam Á, trường đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh. Dr. Phan Thị Hồng Xuân, Vice Dean, Faculty of Southeast Asian Studies, Ho Chi Minh City Open University. Giáo sư tiến sĩ Bùi Khánh Thế, Phó hiệu trưởng trường đại học Public, nguyên trưởng khoa Đông Phương học. Professor Dr. Bùi Khánh Thế, Vice Rector, Former Dean of the Faculty of Oriental Studies, coming from Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology. Tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu đại diện ban giám hiệu, các phòng ban, các khoa và các trung tâm nghiên cứu của trường Đại học Học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. And now we would like to introduce representative of the director board, representative of other offices and faculty and centers in the university. Về phía ban giám hiệu nhà trường, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Xe, hiệu trưởng nhà trường. From the university director board, we have great honor to introduce Professor Dr. Võ Văn Xe, rector of the university. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Vũ Ngọc Miến, phó hiệu trưởng nhà trường. We also have great honor to introduce Dr. Vũ Ngọc Miến, vice rector of the university. Cùng với sự hiện diện của các thầy cô trưởng phó các khoa, các phòng ban của nhà trường. Along with the honor presence of the dean, the head and the directors of other faculties, other offices and center, research centers in the university. Về phía khoa Đông Phương học, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu. From the Faculty of Oriental Studies, we have great honor to introduce phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Việt, trưởng khoa Đông Phương học, trưởng bộ môn Úc học. Professor Dr. Hoàng Văn Việt, dean, the head of the Australian Studies. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Lực, phó trưởng khoa, trưởng bộ môn Nhật Bản học. Dr. Nguyễn Tiến Lực, Vice Dean and Head of the Japanese Studies. Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tuấn, phó trưởng khoa, trưởng bộ môn Đông Nam Á học. Dr. Nguyễn Thanh Tuấn, Vice Dean, Head of the Faculty of the Department of Southeast Asian Studies. Cùng toàn thể thầy cô giáo trong và ngoài nước, học viên cao học, sinh viên các hệ đào tạo của khoa Đông Phương học. Along with other foreign and domestic teachers, postgraduate students and students of various training system of the faculty. Tham dự để đưa tin về lễ hội, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu các báo đài. Coming to give report to the festival, we would like to introduce representative from the mass media. Báo Tuổi Trẻ. Tuổi Trẻ newspaper. Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sài Gòn Giải Phóng newspaper. Báo Người Lao Động. Người Lao Động newspaper. Đài truyền hình HTV. HTV television. Báo Văn Hóa. Văn Hóa newspaper. Báo Thanh Niên Online. Thanh Niên Online newspaper. Đài truyền hình HTV7 chương trình năng động du lịch Việt. HTV 7 program Vietnam Dynamic Tourism. Tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng kính mời phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Việt, trưởng khoa Đông Phương học, phát biểu khai mạc buổi lễ. And now we would like to invite Professor Dr. Hoàng Văn Việt, the Dean of the Faculty of Oriental Studies. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn sinh viên thân mến. Professor Dr. Võ Văn Sen, Rector, University of Social Sciences and Humanities, distinguished guests, dear teachers and students. Thông lệ hàng năm, khoa Đông Phương học tổ chức lễ hội văn hóa Đông Phương như một hoạt động nhằm tôn vinh công lao của các thầy cô giáo vì sự nghiệp giáo dục và khẳng định những thành tích của sinh viên trong học tập, rèn luyện phẩm chất và nhân cách. Annually, the Faculty of Oriental Studies organize the Oriental Cultural Festival as an activity to honor the great devotion and contribution of the teachers who work for the cause of human training and assert students' achievements in studying as well as in character training. Năm nay, lễ hội văn hóa của khoa diễn ra trong bầu không khí tưng bừng của nhà trường, thành phố và cả nước đang long trọng kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc. This year, the Oriental Cultural Festival is organized in a joyful atmosphere of the celebration of great national holidays. Khoa Đông Phương học là một khoa lớn của nhà trường. Hiện nay, khoa đang đào tạo 4 loại hình cử nhân chính quy, cử nhân văn bằng 2, cử nhân vừa học vừa làm và cử nhân tài năng với số lượng gần 1.500 sinh viên. Riêng sinh viên hệ chính quy đang học tập ở 7 chuyên ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, Úc học, Ấn Độ học, Thái Lan học và Indonesia học. Students are majoring in 7 fields: Japan,
Japanese studies, Korean studies, Chinese studies, Australian studies, Indian studies, Thai studies and Indonesian studies. Từ năm học 2004-2005, khoa đã bắt đầu đào tạo cao học châu Á học và đến nay đã có tổng số gần 100 học viên cao học. Vào năm học mới, khoa sẽ đệ trình nhà trường đề án đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành Đông Nam Á học và Trung Quốc học. From the may I formally announce the opening of 2009 Oriental Cultural Festival. Xin chân thành cảm ơn. Thank you very much. Thank you very much. Tiếp theo, trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sen, Hiệu trưởng nhà trường có đôi lời phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay. And now we would like to introduce our rector, Professor Dr. Võ Văn Sen, to have few words in today's festival. Đại diện các tổng lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa quý vị khách quý, đến từ các công ty, các cơ quan, các địa phương, kính thưa tất cả quý thầy cô giáo trong và ngoài nước, trong và ngoài trường, các thầy cô giáo của khoa Đông Phương học cùng tất cả các em sinh viên thân mến. Distinguished representative of Consulate General in Ho Chi Minh City is offering. Cho phép tôi được thay mặt lãnh đạo nhà trường xin nhiệt liệt chào mừng tất cả quý vị khách quý, tất cả các thầy cô giáo và các em sinh viên tham dự lễ hội văn hóa phương Đông năm 2009 này của khoa Đông Phương học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. First of all, on behalf of the director board, I would like to heartily welcome the distinguished presence of all distinguished guests, teachers and students of the Faculty of Oriental Studies. Và tôi cũng xin muốn dành những lời đầu tiên này để xin được thay mặt nhà trường trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của tất cả các cơ quan ngoại giao, các cơ quan văn hóa, các công ty, các thầy cô giáo đối với khoa Đông Phương học của chúng tôi nói riêng và với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn của chúng tôi nói chung trong một quá trình rất dài trong thời gian vừa qua. On this slide that the east is east and west is west. Không có phương nào là trung tâm cả. Không có thuyết trung tâm châu Âu, cũng không có thuyết trung tâm châu Á, mà sức mạnh của nhân loại, của văn hóa nhân loại chính là sự giao hòa của hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây. There is no center, there is no European center, no Asian center, but the strength in the development of humanity is. Chúng tôi xin nhiệt tình cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ, ủng hộ của tất cả các cơ quan, các ban ngành, các thầy cô giáo, tất cả các mạnh thường quân đối với khoa Đông Phương học và đối với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại diện lãnh đạo nhà trường xin chúc cho lễ hội văn hóa phương Đông của chúng ta năm 2009 đạt được nhiều kết quả tốt đẹp và mỗi người trong chúng ta tham dự lễ hội này sẽ khám phá ra một vài điều gì rất mới đối với chúng ta về phương Đông, đối với chúng ta về khoa của chúng ta. Cùng các em sinh viên sức khỏe và mong rằng chúng ta sẽ gần nhau hơn nữa thông qua lễ hội này. Xin trân trọng cảm ơn. May all the distinguished guest teachers and students have good health and success and may we become much more closer after this festival. Thank you. Thank you. Tiến sĩ Võ Văn Sen, sự hiện diện và lời phát biểu của thầy thể hiện sự quan tâm sâu sắc của nhà trường đối với các phong trào hoạt động của khoa Đông Phương học. Thank you, Professor Dr. Võ Văn Sen. The honor presence has shown the deep concerns for the training career and various activities of the faculty. Đồng thời, đây cũng là sự cổ vũ to lớn để sinh viên khoa Đông Phương tiếp tục phát huy các truyền thống tốt đẹp của mình. It also highly encourage the spirit of the student of the festival. It would encourage the students of the faculty to continue to. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp Becamex IDC có đôi lời phát biểu. And now I would like. Kính thưa Tiến sĩ Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Kính thưa Tiến sĩ Hoàng Văn Việt, Trưởng khoa Đông Phương của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Kính thưa các vị khách quý, các bạn sinh viên của khoa Đông Phương thân mến. Hiệu ông Chan Sương Sư, Giám đốc Kinh doanh Công ty Mỹ phẩm LG Vina sẽ có đôi lời phát biểu. And now we would like
like to introduce Mr. Chang Sung Soo, Executive Director of the cosmetic company LG Vina, to have a few words. My name is Chang Sung Soo. I'm in charge of Vina Cosmetic, especially cosmetic division. Tôi tên là Chang Sung Soo. Tôi đến từ công ty mỹ phẩm LG Vina. I'm so happy to see you here, to see energetic students here, and especially I'm very happy to meet the students of Social Science and Humanity Department. Tôi rất vui được gặp gỡ toàn thể quý vị tại đây, đặc biệt là các bạn sinh viên năng động và đầy sức trẻ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 1997. LG Vina đã hoạt động ở Việt Nam hơn 12 năm kể từ năm 1997. Now we are proud of the number one cosmetic company in Vietnam with many kinds of beauty products. Được giới thiệu phần trao quà lưu niệm giữa tỉnh An Giang và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. And now we would like to come to the presenting of gift between the University of Social Sciences and An Giang Province. Ông Nguyễn Văn Khen, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang. Mr. Nguyễn Văn Khen, Vice President of the People's Committee, An Phú District, An Giang Province. Và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chúng tôi xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sen lên sân khấu. And from the University of Social Sciences and Humanities, we would like to invite Professor Dr. Võ Văn Sen, our rector, to come to the stage. Indonesian study.
usefulness.